Xin chào, nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao giá vàng trong nước lại cao hơn trên thế giới, cao vậy sao không nhập ở thế giới về mà bán cho dân, và tại sao vàng SJC lại có giá đắt hơn các loại khác, phải chăng những loại kia đều còn SJC thì thật? Và nếu bạn có thắc mắc những điều trên thì hãy cùng Kiến Thức Thú Vị làm rõ trong video này các bạn nhé. Chắc chắn gần đây các bạn thấy giá vàng trong nước rất cao, có nhiều thời điểm giá vàng trong nước lên tới 65 triệu một lượng thì ở thị trường nước ngoài chỉ bán có gần 50 triệu một lượng thôi. Vậy là chênh nhau tới hơn 15 triệu cho một lượng vàng, tương ứng khoảng 20%. Vậy thì tại sao vàng trong nước lại đắt đến như vậy? Thì câu trả lời đầu tiên là có thể các bạn không biết rằng phần lớn vàng ở thị trường Việt Nam là nhập từ nước ngoài về, chứ đất nước ta sản xuất được rất ít vàng. Đây là thống kê theo một bài báo trên tạp chí kinh tế VN Economy. Để nhập vàng về thì chúng ta phải mất nhiều loại tiền thuế, phí, sau đó nhập được về rồi thì lại mất tiền để chế tác, chi phí kinh doanh v.v. Và do đó chắc chắn vàng bán ra sẽ cao hơn vàng được nhập về. Tuy nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Câu chuyện về giá vàng đến từ một vấn đề lớn hơn rất nhiều ở phía sau. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2012 và có tên gọi là Nghị định 24. Nếu là người kinh doanh vàng bạc hoặc thường xuyên đầu tư vàng thì không ai không biết đến nghị định này. Và câu chuyện như sau. Trước năm 2012, việc quản lý kinh doanh vàng không chặt chẽ như bây giờ. Vàng được xem là loại hàng hóa thông thường. Lúc đó, rất nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự tự do kinh doanh vàng để đầu cơ, tung tin giả, thao túng thị trường, thổi giá vàng lên mây rồi lại dìm xuống đáy, làm người dân chẳng biết thế nào mà mua với bán. Chưa kể, nhiều kẻ còn nhập lậu vàng từ nước ngoài, pha trộn tạo ra vàng chất lượng kém, bán ra thị trường, khiến người dân càng hoang mang hơn. Những điều này không chỉ khiến thị trường vàng bất ổn, người dân hoang mang, tác động xấu đến nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến cả chính sách vĩ mô của nhà nước. Bởi các bạn biết rồi, muốn mua vàng thì phải dùng tiền đô, mà liên quan đến đô thì liên quan đến ngoại tệ, liên quan đến những chính sách tiền tệ của nhà nước. Thế nên, năm 2012, chính phủ đã ban hành Nghị định 24, quy định rất chặt chẽ các vấn đề liên quan đến kinh doanh vàng. Và trong các nội dung của Nghị định 24 thì có một số điều rất đáng chú ý và chính nó đã ảnh hưởng đến thị trường vàng hiện nay. Thứ nhất, chỉ ngân hàng nhà nước mới có quyền nhập khẩu, xuất khẩu vàng nguyên liệu hoặc cấp phép cho một đơn vị khác được nhập, xuất khẩu vàng. Thứ hai là chỉ ngân hàng nhà nước được phép tổ chức sản xuất vàng miếng. Và thứ ba là dù không phải nội dung trong nghị định, nhưng sau khi nghị định 24 ban hành thì chính phủ đã quyết định chọn SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Trong khi trước đó, SJC là một công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và nghị định 24 sau khi ra đời đã mang lại rất nhiều hiệu quả. Các bạn thấy, nhà nước độc quyền nhập vàng nguyên liệu, thế nên chẳng ông nào khác được nhập vàng và càng không ông nào có thể nhập lậu được. Nên lượng vàng trong nước sẽ được kiểm soát chặt chẽ và đất nước cũng không bị thất thoát đô la cho việc nhập lậu. Nhờ đó mà việc quản lý tiền tệ của nhà nước cũng đạt hiệu quả hơn, thị trường vàng ổn định, nền kinh tế ổn định và người dân cũng yên tâm mua vàng dự trữ vì biết chắc chắn vàng mình cầm trong tay là vàng thật. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rất tuyệt vời thì Nghị định 24 lại cũng vô tình tạo ra một tình trạng mà hiện nay chúng ta đang rất quan tâm. Đó là giá vàng quá chênh lệch so với thế giới. Cụ thể là, theo thông tin từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không đưa ra thị trường thêm một miếng vàng nào. Mà như đã nói, Việt Nam sản xuất được rất ít vàng, thế nên tổng lượng vàng trên thị trường là gần như không tăng lên. Và vàng chúng ta đang nói đến ở đây là vàng miếng, vì nó là loại vàng phổ biến nhất mà người dân mua để tích trữ. Lượng vàng đã không tăng, mà có nhiều doanh nghiệp lại còn mang vàng miếng đi nấu chảy để tạo ra vàng trang sức hoặc phục vụ cho các mục đích khác. Thế nên, lượng vàng miếng ngày càng giảm, khan hiếm. Và bình thường, mọi thứ vẫn ổn, dù nhà nước là cơ quan quản lý việc nhập, xuất khẩu vàng, nhưng cơ bản vàng trong nước cũng không lệch nhiều so với vàng thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, làm nền kinh tế bị suy thoái. Đầu tiên là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, sau đó là đại dịch Covid-19, tiếp đó nữa là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.
Những nguyên nhân này đã khiến nền kinh tế khủng hoảng. Nhiều người dân không dám đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu vì nó mà phá sản thì chỉ có ăn cám. Nhiều người cũng không dám đầu tư đất vì giá đất thổi bùng trong những năm vừa rồi thì có khi nó lại thổi bay cả nhà đầu tư lên thiên đường, nhất là khi bong bóng vỡ như bên Trung Quốc. Thế còn gửi ngân hàng thì sao? Vụ việc ngân hàng SCB có thể phá sản vừa rồi cũng làm người dân mất ngủ. Thế thì lựa chọn nghe ổn định nhất, an toàn nhất lúc này là vàng. Và khi vàng là thứ người ta tin tưởng thì sẽ có nhiều người tìm đến nó. Đương nhiên nhu cầu sẽ tăng. Mà cầu tăng trong khi nhà nước không đưa thêm vàng vào thị trường thì giá sẽ tăng. Vậy nên rất nhiều người cho rằng nhà nước nên có chính sách để sửa đổi Nghị định 24. Họ cho rằng bây giờ thị trường vàng đã ổn định nên nghị định này không còn phù hợp như năm 2012. Và cái này thì chúng ta phải đợi chờ trong tương lai xem kết quả thế nào. Còn nhiều bạn thắc mắc giá vàng trong nước đang cao như vậy, sao không mua vàng quốc tế về bán cho dân? Nhưng ai mua? Doanh nghiệp tư nhân thì họ muốn mua lắm nhưng họ không có quyền được mua. Còn ngân hàng nhà nước mua thì chẳng có tác dụng gì. Nếu mua vàng quốc tế, nhà nước sẽ phải trả bằng đô la, mang về bán cho dân thì là lãi. Nhưng lãi lại là lãi tiền của dân thì nhà nước chẳng được gì. Số tiền của cả nước vẫn không thay đổi, trong khi lại mất đô la, một thứ quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên dù giá rất cao nhưng không ai mua vàng thế giới về bán, trừ mấy ông sách vàng lậu. Thế còn một câu hỏi nữa là tại sao vàng SJC lại có giá cao? Thì như các bạn đã thấy, SJC là vàng miếng quốc gia, loại vàng được cho là chất lượng luôn đảm bảo. Mà mua giá cao thì bán lại giá cũng cao nên cũng chẳng có gì thiệt cả. Người dân vẫn không ngại khi bỏ tiền ra mua loại vàng này, loại vàng mà mình yên tâm nhất. Hy vọng qua video này các bạn đã hiểu tại sao vàng trong nước có giá cao hơn vàng thế giới, tại sao vàng SJC có giá cao và quan trọng nhất là vấn đề về Nghị định 24 về việc quản lý vàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.